Không bao giờ ở kế quyền mà không có năng lượng tích cực. Tiêu cực là tôi đuổi đi chỗ khác. Vì sao? Năng lượng tiêu cực sẽ giết chết năng lượng tích cực của mình. Cho nên tôi không bao giờ ở gần những người năng lượng tiêu cực. Và tôi nói thì phải nghe không được cãi. Đó là lý do tại sao tôi không chơi với những người yếu đuối. Vì họ kéo tôi xuống. Một mình tôi vượt lên chính mình. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi để tôi sống cho cuộc đời còn lại của tôi. Và cuộc đời còn lại của tôi là gì? Là giúp đời, giúp người. Nếu tôi bạc nhiều, tôi yếu đuối, tôi làm được cái gì? Còn người yếu đuối kéo tôi xuống thì hại tôi chứ đâu có giúp được tôi. Thương tôi nhưng mà hại tôi, chứ phải thương tôi để giúp tôi. Họ không có lỗi. Cái lỗi của họ là họ yếu đuối, họ muốn mình yếu đuối giống mình. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi lâu rồi. Tôi đã không biết sợ chết là gì lâu rồi. Vì tôi thấy cái chết là một sự giải thoát. Chỉ có những kẻ hèn mới sợ chết. Nhưng khi đã chết rồi, cả trời cũng